Chào cả nhà, em là Nguyễn Mỹ Hoa, em là nhà phân phối dòng cao massage Da Nang Ayurveda Relax tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ với anh chị và cả nhà mình cái bệnh đó là cái bệnh viêm khớp. Thì khi mà bệnh viêm khớp á, là mình sẽ có những cái triệu chứng, một trong những triệu chứng sau đây đó là những cái khớp của mình nó sẽ bị sưng nè, bị đau nè, bị nóng, bị đỏ. Thì mình sẽ hay bị đau vào buổi sáng và nó sẽ dịu, cái cơn đau đi từ lúc 9 giờ sáng trở đi thì nó sẽ dịu đi, hoặc là mình sẽ đau hơn khi mà mình cử động các khớp. Đấy, thì những cái anh chị mà hay bị nhất đó là người lớn tuổi, thì em nói nha, lớn tuổi thì nhất định là ai cũng bị rồi. Ví dụ như là những cái bạn nào mà làm công việc phải ngồi nhiều nè, những anh lái xe nè, những cái bạn làm công nhân ngồi một thời gian dài vậy đó, hoặc là những cái em học sinh sinh viên, những cái bạn làm văn phòng ấy thì cũng rất là hay bị. Có thể là mình bị do di truyền, hoặc là do mình chơi thể thao thì cũng có thể bị sưng những khớp, hoặc là những cái anh nào mà nhậu nhiều ấy, nó gây ra thừa axit uric thì nó cũng gây sưng các khớp chỗ này. Nói nhiều quá cho nên em bị khan cổ. Rồi, khi mà sử dụng, khi mà ở Tây Y tụi em điều trị cái bệnh viêm khớp này thì tụi em hay dùng những cái thuốc giảm đau, ví dụ như là paracetamol nè, rồi những cái NSAID này, hoặc là thuốc kháng viêm. Thì khi uống kháng viêm vào á, mọi người sẽ thấy cái tình trạng sưng khớp của mình giảm ngay tức khắc. Nhưng mà nó có một cái tác dụng phụ, đó là nó làm giảm hấp thụ canxi. Cho nên khi mà mọi người uống cái thuốc viêm khớp mà Tây Y á, trong một thời gian dài á, thì xương của mình nó sẽ rất là yếu. Và nếu mà mọi người cứ điều trị những cái triệu chứng á, điều trị ở trên ngọn như vậy hoài á, thì cái nguyên nhân của nó nặng, càng nặng thêm. Thì từ đó nó sẽ gây ra những cái biến chứng rất là nặng, có thể là bị tàn phế luôn. Thì thay vì phải sử dụng cái Tây Y thì mình sẽ dùng cái cao massage Da Nang Ayurveda Relax này. Em có hay live stream chia sẻ và em cũng có nói nhiều. Thì ở trong cái cao nó có những cái thành phần, đó là tinh dầu thảo mộc. Mà tinh dầu thảo mộc là nó kháng viêm nè, nó giảm đau nè, đấy, nó lưu thông máu nè, nó diệt vi khuẩn nè. Rồi đặc biệt là cao của mình ý, nó đào thải độc tố gây viêm rất là tốt, đào thải độc tố gây viêm ở trong người mình đi ra ngoài. Cho nên khi sử dụng cái cao á, thì nó vừa an toàn, hiệu quả nè, tiết kiệm chi phí nè. Khi mà mọi người mua một ngày thuốc 20-25 ngàn, mua 10 ngày thì 200 mấy rồi đúng không? Nhưng mà cái hộp cao này mình chỉ cần thoa vô những cái khớp của mình đi, thì nó kháng viêm, cho nên những cái khớp của mình nó sẽ bị giảm viêm, giảm sưng, nó giảm đau rất là tốt luôn. Mà an toàn và hiệu quả ha, dùng được cho phụ nữ mang thai, cho con bú luôn. Vậy thì hôm nay em đã chia sẻ về cái bệnh viêm khớp. Thì anh chị nè, mọi người trong gia đình mình, mọi người nhớ là mình phải hiểu được cái bệnh của mình nó như thế nào, để mình điều trị cho nó thật là tốt, nó đúng, nó an toàn và hiệu quả ha. Em chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ và có một cái chất lượng sống thật là tốt, thật là cao. Chào cả nhà.